Rồi anh Việt, hôm nay mình giao lưu với khán giả Phản Nhiêu Góc Mai anh Việt. Dạ em chào anh Thắng. Dạ kính thưa cô chú anh chị. Dạ hôm nay em có giao lưu với cô chú anh chị là bãi gốc mai. Rồi hôm nay quay trở lại vườn mai anh Việt anh em ơi. Hôm nay anh Việt được 6 cây mai tàn nha. Đây anh bứng rồi nè. Hôm nay cây nó nhỏ gọn mà nó vip rồi nè. Chuẩn nha. Mà giá cả thì hữu nghị cho anh em luôn. Đầu tiên mã số 1. Cái số 1 này cao với tán ngang khoảng nhiêu anh Việt? Dạ cây này cao tầm cỡ 3m3. Tán ngang đó là cỡ 3m. Rồi tán ngang 3m. Cái bộ tàn quay từ xa giờ nó thích liền nha nè. Toàn quay luôn nè. Một cốt nha. Đây. Form đẹp, nhỏ gọn. Bông là khoảng bao nhiêu cánh vậy anh Việt? Dạ cây này là bông 7 cánh, 9 cánh, 12 cánh. Rồi, 7 12 nha anh em. Này vàng xương. Rồi nè anh báo giảo nha. Bông giảo anh em biết mặt bông nó đẹp rồi đó. Nè, chân cành đẹp nha. Đóng đều hết. Mấy cây này em túi cũng có chỉnh sửa nhỏ lớn. Rồi. Thành phẩm anh em ơi, về chơi liền thôi. Cây đang lên xù nha anh em. Xù mạnh nha. Mấy nách kia hết luôn nè. Nguyên phút này là nó xù lên đây hết luôn rồi. Rồi, nguyên phần thân gốc. Hôm nay 6 cây nào cũng ok đó anh. Dạ. Rồi đế nè anh em. Này mới đem về luôn em ơi, hàng nóng nha, anh làm đế nhẹ nhẹ thôi. Lô này tuổi đời nó sao anh Việt? Dạ cây này là được 19 năm rồi anh. Rồi 19 năm. Lô này luôn. Đế là chưa làm hết anh? Dạ chưa, em chỉ làm sơ sơ là. Mình đo ông số anh chị coi. Dạ. Mã số 1. 38. Rồi, chuẩn anh em 38 nha. Xuống xíu 40. Dạ. Đây đế này nè, có đế hết nha. Anh làm hơi sơ, mình đo thử cái nào đế với cái thoát thân luôn khoảng nhiêu vậy? Dạ. Thoát thân là 29. Rồi, thoát thân 29. Rồi đế là cỡ 203. Rồi, nồi đế 2m3. Đây. Cao vừa tầm luôn. Rồi số 1 này mình chốt với khán giả nhiêu anh Việt? Dạ, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 19 triệu. Rồi, là mình có xếp gì không anh? Dạ, 200 cây. Rồi, xếp 200 km nha nè. 19 triệu nha. Rồi, đây số 2 đây anh Việt. Dạ. Rồi, số 2. Tặng như đấm gơm anh em ơi. Cây này xù luôn. Dạ, số 2 này chiều cao tán ngang khoảng nhiêu anh? Cây này chiều cao cỡ 3m. Rồi. Tán ngang nó nằm chắc cũng cỡ 2m rưỡi. Rồi, cao 3m nha anh em. Tán ngang là 2m rưỡi nha. Lô này xưa có chỉnh sửa rồi hả anh chị? Dạ, cũng chỉnh sửa. Rồi tàn chỉnh anh em ơi. Cây này cũng cái lô này nguyên cái lô này xù hết anh chị? Dạ xù không anh. Rồi vàng xương này nè. Lùng liền lực. Vàng đế vậy là cũng ok lắm. Rồi đây quay cho anh em cẩn cẩn cho anh xem nào đế nè. Cây này nhìn lạ lạ ha, đây nó phù cái mình lớn lắm nè. Nè. To lắm nha. Giống con bạch tuộc á. Đúng rồi. Để nó chảy ra nè. Bung đều hết. Vàng xương rất là đẹp nha. Này về là chỉ đi chơi thôi anh em ơi. Không còn chỉnh sửa gì nữa. Mấy chân tàn đó là nó bể ra ráo luôn anh, mấy chân cành đó. Ổn xuống từ giữa lên trên. Đây mấy cái nách kia hết nha. Cây tương lai nó sụt mình luôn nha. Rồi mình đo thông số anh chị coi. Mã số 2. Cây này là 42. Rồi chuẩn 42 của anh đó anh. Dạ. Rồi 25. Cành nó 19. Mình đo luôn rồi đấy anh chị coi. Dạ. Đế được cũng cỡ 203. Rồi nồi đế 2m3. Đây vàng xương này nè. Mấy cái nách là nổ hết nha. Cây chỉnh sửa nhỏ rồi anh em ơi. Nó chuẩn nha. Bông này cũng giảo luôn anh Việt. Dạ giảo luôn. Rồi số 2 này mình chốt giá nhiêu anh? Cây này em giao lưu cũng 19 triệu luôn anh. Rồi 19 triệu. Số 1 số 2 này cặp này nó tương đồng anh em. Chơi chơi cặp anh em ơi. Này hỗ trợ ship 200 km nha. Rồi số 3 đây anh em. Số 3 này cao tán ngang khoảng nhiêu anh? Dạ cao nằm cũng cỡ 3m3. Rồi. Còn ngang anh? Đó
ngang nó cũng cỡ 2m2 à. Rồi, ngang 2m2. Về em cái này khoảng có bấm nhẹ vô á. Rồi. Tàn thông cho anh em. Khi cành đều hết, sửa đều hết. Mai giảo cho anh em. Cái này cũng xù bít. Rồi đây, phần thân gốc đây. Cái này chốt hết lô sao anh Việt? Dạ chốt hết, nếu mà cô chú nào chốt hết lô là em có giá hữu nghị cho. Rồi. Dạ em, có alo là có chốt á. Có 6 cây nha nè, chốt hết là ok nha. Toàn bộ là cây tiềm năng đang lên xù hết nha nè. Nuôi cái đó nó tiềm năng. Đây. Phần thân gốc lên hết nha. Chân cành này có chỉnh sửa rồi. Rồi mình đo thông số luôn vậy. Cái mã số 3. Này là 46 tính 45. Rồi 46 hoành tính 45. Đo luôn rồi đế luôn đây. Dạ. Xù mà đế nó cũng đều hết nha nè. Cái nồi đế này nằm chắc cũng cỡ 250. Rồi nồi đế 2,5 m nha. Đây cái dàn xương này nè. Bắt đều hết. 19 năm nha. Từ xa cho anh em sẽ là bảo tàng đó. Rồi số 3 này chốt giá như anh Việt? Dạ cây này em giao lưu là cũng 19 triệu luôn. Rồi 19 triệu luôn. Đồng giá 1,2,3 anh em. Rồi tiếp theo đây số 4 hả anh Việt? Dạ số 4 không. Đây số 4 này chiều cao tán ngang khoảng nhiêu anh? Dạ chiều cao nằm cỡ 3m. Tán ngang cỡ 3m. Rồi cao 3m, tán ngang 3m. Đây là về cắt vô thành thằng thông anh em ơi. Dạ, cái này 3m mà có dư à. Rồi điên vòng cho anh em xem cái bộ tàng nha. Cây này cũng đang lên xù mạnh nha anh em. Đây. Xong vô này dắt xuống lá hay sao anh Việt? Dạ xong vô này xuống lá. Rồi xương tàn bên trong này nè. Cái này xưa chắc cái phôi mình sửa lại hả anh Việt? Dạ ông chú này ông nuôi đó, cái phôi nuôi lại lâu rồi mình sửa lâu. Rồi nuôi khéo ha, chừng tàn đều quá. Mấy cái nách trên đó nó nổ xù quá nè. Cái cành đó tới đọt luôn. Rồi đế đây. Mấy cái xù mà cái dàn đế là nó cũng ok lắm. Rồi đế nó bung ra nó múa lượn nè. Này chưa làm đế gì anh nha. Nè ở đây còn nè. Mấy cái xù này nó cũng xù hết nhưng cục này điểm nổ lên. Rồi là về em chỉ khai thác sơ vậy thôi. Rồi ra mình đo thử thông số có khoảng nhiêu anh Việt? Dạ. Cái mã số 4 nha nè. Số 4 số 5 này nó với cặp hay anh Việt? Dạ. Cây này là 44 tính 43 thôi. Rồi, 44 hoành tính 43. Mình đo luôn đường kính ngang coi nhiêu anh Việt. Để anh bứng hết lấy hết đế luôn nè. Nè. Dạ là này là 85. Rồi, 85. Để lấy sát bầu hết bầu luôn nè. Ra hết luôn nha. Bông giảo luôn nha nè. Anh báo nguyên lô này là chung nha nè. Rồi nồi đế 3m. Rồi số 4 này là mình chốt giá nhiêu anh Việt? Cũng 19 triệu luôn anh. Rồi 19 triệu luôn. Hỗ trợ xếp 200 km. Từ xa anh em phơm tàn đẹp nha. Vậy anh em căng ngang anh em trồng 6 cây này là tiềm năng nha anh em. Rồi tiếp theo. Cái số 5 ở đây anh Việt? Dạ cái số 5 đây. Cây này chắc phơm cao anh? Dạ phơm cao. Cái nhánh đó anh em về vô 2-3 cọng kẽm nó gị xuống là nó xè đi bít à. Cái này là tàn thiên nhiên ha. Dạ. Cái số 5 này cao với tán ngang khoảng nhiêu anh? Cây này cao tầm cỡ 3m5, tán ngang cũng cỡ 3m3. Rồi, cao là 3m5, tán ngang 3m3 nha nè. Này về vô dây nè em ơi, nước nó đẹp liền. Một cốt. Chỉnh thế này thằng không trên em. Dàn xương nè. Toàn bộ cây liền lạc hết nha em, không có thẹo tích hết á. Chi tàn đầy đủ rồi, về vô dây cái là ok thôi. Bông muốn báo giảo nha. Rồi để đây. Đế bao lực luôn. Rồi mình đo thông số anh chị coi. Mã số 5. Dạ cây này là 40. Rồi 40. Đo nồi đế luôn anh. Dạ này nằm cũng cỡ 250. Rồi 250 đế này nè. Cắn tay không. Nơm xuống nha.
thoát thân là 39. Rồi, thoát thân 39. Mặt bên này cho anh em xem cái dàn xương đóng đều hết. Rồi, số 5 này là mình chốt giá với khán giả như vậy. Dạ, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 21 triệu. Rồi, 21 triệu. Toàn bộ cây được xếp 200 km hết nha nè. Rồi, đây số 6 đây anh chị. Dạ, cây số 6. Rồi, số 6 đây. Cây này xù bích mình. Cây này xù chính hiệu luôn nè, dàn thật luôn nè. Cái xù của nó phù quá ha. Dạ. Đây nè. Dưới đây mấy cái trứng nó lên trứng. Toàn thân luôn á anh chị. Dạ, xù toàn thân hết luôn. Mấy cái đầu cho nó ra hết luôn nè. Nè. Có cái này cái bộ tạng nó hơi thưa ha. Dạ. Về nuôi thêm ha. Trên đó một cục luôn. Cái này thì về cái này về nuôi thêm lại vô cho nước dày nhẹ cái nữa là nó đứt trứng hết. Đây. Cái thân chủ đó nó to lắm nè. Một cốt đi lên nha. Nuôi cho này dàn xương nó dày cái ok đó nè. Nguyên cái khúc này là bít hết luôn rồi nè. Đó, dạ, đây là bít lên nó trên bít hết luôn. Cây này xù mà không có bóp ha. Nó nở cũ rồi nè. Mấy cái đầu đế nó ra trứng nè. Đây. Này xưa mọc gốc dừa thôi anh. Dạ. Còn mấy rễ dừa. Dạ này nằm trong cái bụi dừa luôn. Mấy cái đầu nó ra trứng hết nha. Đế nè. Này nó quò nhẹ phía trên thôi như này nè. Chưa làm đế hết nha. Cái xù mà có đế vậy là cũng đạt. Đây cái thân gốc này lên hết rồi nha. Đây. Tàn này về nuôi thêm vài cây lá nó dày nữa rồi. Chơi nè. Rồi mình đo thông số vậy coi. Dạ. Mã số 6. Rồi 57 hoành nha anh em. Dạ, 57 hoành. Đâu mình đo đường kính ngang cái bầu lên việc tại đế nó hết bầu rồi. Cho anh em hình dung cho nó dễ. Dạ là 78. Rồi 78. Này xù mà nó cũng nâng ra. Xù vàng. Nó này 43. Rồi 43. Ở trên đây vậy nó xù một cục ngay cái đầu trên đây nè, nè, nó vàng hơn trên đây luôn nè. Xa quá hướng tới nè, nè. Cây thì liền lạc nha. Vì nhẹ bảo tàng đó là ok rồi. À, cây này là em giao lưu với cô chú anh chị là 37 triệu. Rồi, 37 triệu. Là mình xếp 200 km anh. Dạ. Rồi. 37 triệu nha anh em, hợp nhãn liên hệ anh Việt nha để mình chốt cây này. Rồi, tiếp theo anh em ơi. Mã số 7 nha. Mã số cuối cùng hôm nay, một cây siêu tàng anh em. Cúc chủ đi lên rõ ràng nha anh em, nè. Vì cho anh em tạo cái hình thông hay cái quạt cái để cầu nè, này có cái phơm sẵn nè. Vậy chỉnh sửa từ từ cái sau này nó lạ vậy nè, lạ lắm. Cái này bông nó là sao anh Việt? Dạ cây này là bông từ 5 đến 9 cánh. Rồi 5 đến 9, cái chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Là 6 m. Rồi còn cái tán ngang anh? Tán ngang nó nằm cỡ 5 m mấy 6 m. Rồi. Tán ngang 6 m, chiều cao 60 m gì nha. Có thể cao hơn nữa nha. Đây do cái tàn lớn quá, thiên nhiên nó lãi lá xuống nè em ơi. Phơm cao. Rồi vô cho anh em xem nào đế đó. Hoành nhiêu anh? Dạ 50. Rồi 50 hoành. Rồi đế chắc cỡ 350. Rồi nội đế 3,5 m. Thân cây liền lạc nha. Xung đột một cốt đi anh. Thoát thân là 59. Rồi thoát thân 59. Cái này em chốt với khán giả nhiêu anh? Dạ cây này giao lưu với cô chú anh chị là 25 triệu. Rồi 25 triệu cái này xếp là giữ tàn hết luôn hả anh Việt? Dạ. Rồi xếp là giữ nguyên bộ tàn anh em, không có cắt gì hết nha. Rồi về cho anh em chỉnh sửa theo ý anh em đó anh em chơi. Có 25 triệu à. Xếp 200 km. Rồi hợp nhãn liên hệ anh Việt đi để mình chốt cái cây số 7 này. Thúc video mình có đòi lời gửi khán giả không anh Việt? Dạ kết thúc video thì em cũng xin kính chúc cô chú anh chị được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. Đã thì cũng mong cô chú ủng hộ em trong cái video này. Rồi ok anh chị ơi. Rồi video cũng dài các bạn ơi. Mình xin kết thúc tại đây. Hẹn bạn ngày mai vào lúc 18 giờ chiều.